Tháng 3, biển yên sống. Cũng là mùa đánh bắt cá cơm của ngư dân ở Hòn Đá Bạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, làm nên đặc sản khô cá cơm nổi tiếng. Ký sự truyền hình Nhịp Sống Đồng Bằng, mùa cá cơm ở Hòn Đá Bạc phát sóng lúc 19:45 thứ Bảy, ngày 11 tháng 3 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 2, 9:45 Chủ nhật, ngày 12 tháng 3 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 1. Kính mời quý khán giả đón xem.